cùng đến với những thông tin về giá cả thị trường. Trước thông tin giá xăng dầu có thể tăng vào ngày 1 tháng 9, dự báo có thể dẫn tới tình trạng là nhiều cây xăng đóng cửa do khan hàng, đặc biệt là vào thời điểm nghỉ lễ trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 9 cho tới ngày 4 tháng 9. Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội yêu cầu trưởng phòng, đội trưởng, các đội quản lý thị trường chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, cũng như các tổ chức cá nhân lợi dụng tình hình thị trường để kinh doanh và bán xăng dầu trái phép. Cụ thể, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội yêu cầu trưởng phòng, đội trưởng, các đội quản lý thị trường chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn và các tổ chức cá nhân lợi dụng tình hình thị trường để kinh doanh bán xăng dầu trái phép, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, tạm dừng hoạt động, đóng cửa không hoạt động mà không báo cáo với Sở Công Thương theo quy định. Đồng thời tiếp tục duy trì tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân qua đường dây nóng, báo chí liên quan tới tình hình thị trường, các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là mặt hàng xăng dầu, phân công lịch trực cán bộ, công chức trong các ngày nghỉ lễ, thực hiện giám sát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm dừng, ngưng hoạt động, đóng cửa, yêu cầu phải đo bồn, bể để xác định lượng hàng tồn kho, đồng thời xác minh làm rõ lý do cụ thể, nguyên nhân tạm dừng, ngưng hoạt động, tiến hành xử lý nếu phát hiện hành vi vi phạm.